Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ chia sẻ cả nhà cách trồng cái cây phát tài viền đỏ nha cả nhà, ở trong nước nha. Đó, tức là mình thuần cái cây phát tài viền đỏ này mình trồng trong môi trường thủy canh đó cả nhà. Ha. Thì bản chất của cái cây này là đang là cây cạn nha. Mình cắt về nha, trên đất của mình đó. Mình cắt về thì trước tiên các bạn cắt á, thì cái vết cắt của bạn á, xéo xéo 45 độ nha cả nhà. Thì mình cắm cái cây vô cái mút xốp á, nó dễ hơn ha. Rồi các bạn lặt những cái lá úa, lá hư, lá dơ ra gần gốc ra ha. Thì cái chiều dài của cái cây á, thì do mình thôi, mình thích cắt ngắn cũng được hoặc là mình thích cắt dài cũng được, do nó hợp với lại cái chậu mình thôi cả nhà nha. Đó, cả nhà cũng làm tương tự đối với những cái cây khác ha. Thì trước tiên muốn có một cái chậu phát tài viền đỏ đẹp đó cả nhà, thì cả nhà cắm thì cả nhà lựa những cái cây dài dài cao cao trước, rồi bắt đầu mình thấp từng tầng xuống dưới ha, y như là mình cắm hoa gì đó, cắm hoa cúc đồ trong chậu gì đó cả nhà. Đó, cho nên các bạn lựa đó, ví dụ như cái cây lớn thì từ từ nó sẽ có những cái cây lùng lùng xuống ha. Thì cái cây này tương đối cũng dễ trồng, nó cũng là cái cây bán cạn đó cả nhà ha. Tức là nó có thể trồng trên đất cũng được mà nó trồng trên nước cũng được ha. Nước tức là nó ngập chỉ có ở dưới cái phần rễ của nó là nước thôi, còn cái phần trên là nó gọi là khô, cho nên người ta mới gọi nó là bán cạn đó ha. Còn nếu mà ngập hoàn toàn trong nước thì người ta đã gọi nó là cây thủy sinh rồi ha cả nhà ha. Cây này không phải là cây thủy sinh nha nhà, cây này là cây bán cạn nha. Đó, thì mình thuần nó từ cái môi trường đất sang cái môi trường trồng bán cạn nha cả nhà. Đó, thì mình đo mình cắt đến cái mức độ hợp lý ha, rồi các bạn cũng tước bỏ những cái lá úa, lá dơ, lá hư ha, lá mình không có thích đó, để cho cái gốc của nó thông thoáng ha cả nhà trước khi cắm vô nha. Đó, rồi mình đã cắt xong hết một cái mớ này rồi nha cả nhà. Đó, tương tự cả nhà làm hết cho mình hai cái cây này nè cả nhà, thì nó nằm ở dưới, nó lùn xuống cho nên mình so cái chiều cao đó rồi bắt đầu mình cắt ha, để cho khi mà một cái chậu cây mình cắt lên á nó sẽ rất là đẹp, tại vì nó có từng từng lớp lớp đó cả nhà. Từ cái cây thấp lần lần nó tới cây cao thì cái chậu bông của mình á, cái chậu cây của mình nhìn nó đẹp hơn ha, so với là các bạn cắm cái cây này mà các bạn để bằng hết đều hết thì nó sẽ nhìn không có đẹp ha cả nhà ha. Rồi tương tự cả nhà cắt hết cho mình nha. Đó. Rồi sau khi cả nhà cắt bỏ cái phần gốc và tước những cái lá hư lá dơ ra thì cả nhà chuẩn bị cho mình một cái chậu để mình cắm những cái cây phát tài viền đỏ này vào nha cả nhà. Thì ở đây mình lấy cái chậu tượng trưng thôi ha, cái hộp cháo dinh dưỡng. Thì các bạn cho mình một cái mút xốp nha cả nhà, thì nó cao hơn cái mặt chậu chút xíu, để làm chi, để cái nước ở dưới mình đổ nó chỉ xăm xắp ở dưới cái phần chân rễ thôi ha, còn cái phần trên thì nó sẽ ráo nha cả nhà. Đó, thì cả nhà đổ nước cho đầy cái hộp luôn ha. Thì nước này mới đầu thì cái miếng xốp này nó sẽ hút ghê lắm, lát nữa có thể nó hút còn nửa thôi là mình châm thêm lên lại ha. Rồi thì tương tự cả nhà cắm y như là mình chia sẻ lúc nãy gì đó cả nhà. Những cái cây cao ngoài sao hậu cảnh thì mình sẽ cắm trước, và những cái cây trung cảnh vừa vừa thì mình sẽ cắm vô giữa, và những cái cây tiền cảnh thì mình cắm thấp xuống lại ha. Nó có tầng tầng lớp lớp như vậy thì nó rất là đẹp nha cả nhà. Rồi, theo cái chia sẻ của mình, cả nhà coi cái cách mình cắm nha cả nhà.
Rồi đó cả nhà, sau khi cắm xong thì cả nhà xịt nước ướt lá cho mình ha, để cái cây nó có cái độ ẩm cần thiết đó cả nhà. Đồng thời cả nhà có cái bịch ni lông á thì cả nhà chùm lại ha, để 1-2 ngày đầu nó không có thất thoát hơi nước nhiều á, cái lá nó bị ít mất hơi nước thì nó ít bị khô hơn. Rồi cả nhà đặt cho mình ở cái nơi thoáng gió mát nha cả nhà, không có được thời tiết nắng nóng nha. Rồi sau đây mình show cho cả nhà coi cái cây trầu bà tróc bạc nè cả nhà. Cái cây này thì mình cắm cũng được gần cả tháng rồi nè ha. Thì kỳ đầu á, mình cắm nó không có ra lá non rồi nhiều đâu. Thì cái tương tự á, cái cũng giống như là cái cây phát tài viền đỏ gì đó cả nhà. Nhưng mà cái này mình cắm từng đốt luôn. Cả nhà bữa nay thấy nó ra rất là đẹp nè ha cả nhà ha. Rồi mình xin tạm kết thúc video ở đây nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cả nhà yêu thích kênh của mình nhớ like và chia sẻ giùm ha. Đồng thời cũng đừng có quên đăng ký kênh để có thể không bỏ lỡ những video kế tiếp nha cả nhà. Mình có cái kiến thức gì về cây thủy sinh hay là cây bán cạn, cây trồng trong nước thì mình sẽ chia sẻ hết cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.